muộn lên mà. Cái này nó nhảy đến ngoài nó luôn đó quan nhỉ. Ngon thế nhỉ? Nhìn thử một con đi. Không ăn được đâu, đắng lắm. Làm hai con đi. Nào. Mời các bạn nhá. Quá ngon. Chương trình ăn tươi nuốt sống chuẩn bị bắt đầu. Ui, chất lượng nhỉ. Quá ngon. Ngon thế. Ôi, con cua thả nguyên đấy luôn á. Rồi. Không cần bẻ đâu. Con đấy để em. Đấy. Chúa. Chúa tể. À đây. Hi, xin chào tất cả bạn. Chào mừng bạn trở lại video tiếp theo trên bản. Chào bạn nhá. À, hôm nay mấy anh em mình đổi gió một chút các bạn ạ. Đi đắp cá suối. Lâu lâu anh em không đi đắp cá suối. Chào các bạn nhá. Anh em đi đắp cá thì cách nhà khoảng tầm 7-8 cây các bạn ạ. Nhìn cánh đồng đây đẹp chưa? Những cái tràn ruộng bậc thang của người H'mông này. Tiếc là hôm nay mình không mang flycam đi. Mang đi thì mình sẽ quay toàn cảnh, quay toàn cảnh trên cao ở đây cho các bạn cùng xem. Nhìn những cái tràn ruộng đẹp lắm. Anh em đi hết cái đoạn mấy cái thửa ruộng này thì sẽ đi xuống cái khe suối dưới này. Khe suối trên này là suối đầu nguồn đúng không các bạn ạ. Anh em lúc nào đi đắp cá thì phải lên suối đầu nguồn nó mới sạch. Anh em chọn địa điểm ở trên này để đắp cá, nhìn view khá là đẹp đấy các bạn ạ. Những cái mỏm đá nhìn trên này đẹp chưa? Nhìn xa xa kia là những cái tràn ruộng bậc thang của người H'mông nhé các bạn nhé. Khu vực trên này là đa số là đồng bào người H'mông sinh sống thôi. Mùa hè nắng nóng thì những cái khu như này cũng là một cái địa điểm để tắm lý tưởng đấy các bạn ạ. Nước ở đây thì phải gọi là vừa trong vừa sạch vừa mát. Buốt đấy cả chân luôn, nước ở đây nhở. Anh em đi buổi sáng này thời tiết vẫn còn nắng lạnh ấy. Cái này tầm trưa trưa tắm là hợp lý này. Thấy cá chạy không bác? Không con nào. Không thấy con nào à? Cái đội nghiện này khổ thật. Đi đâu cũng phải chế thương nào. Tiên trong ngày. Không thể bỏ được. Bỏ mất đi thôi. Ngày chuyên nghiệp chưa? Ông thì làm lo nghe và ông thì... Làm như thế. Sao không? Đừng có bảo cái vần lửa cuối cùng nhá. Anh em bắt đầu khơi dòng các bạn ạ. Sẽ cho cái dòng này chảy sang bên này. Đợi cái dòng này cạn sẽ bắt cá. Ôi, thấy cá chạy đấy. May mà đoạn này nó có cái dòng này để anh em mình khơi được nhỉ. Ui. Từ năm ngoái rồi đấy. À. Đeo trước là... Đeo đây. Ui, chơi hòn đấy á. Anh em đang sợ cái dòng này không tải nổi. Đang khơi lại dòng. Đây, dòng này, hai cái dòng này nó sẽ chảy vòng với nhau nhưng mà nó vòng tít dưới kia các bạn ạ. Anh em sẽ bắt được một đoạn này.
khá là dài đấy. Mệt quá các bạn ạ. Anh em mình vừa khơi xong dòng rồi. Bây giờ đang sử dụng lá để bịt những cái lỗ to lại. Một lúc nữa thì sẽ sử dụng cái ni lông phủ mạ ấy. Thì anh em sẽ phủ đi theo những cái kè đá này của anh em. Đây. Chuyển hết cho chảy sang hết dòng bên này. Mệt không chị? Mệt lắm. Mệt nhưng mà một tí này bắt được cân to thì lại sướng. Đúng rồi. Tuy mệt nhưng mà sướng đúng không? Anh em đang phân công ra, người đi lấy lá, người thì chỉ việc đút thôi. Anh Chiến thì đang sang bên kia để lấy đất. Phải sử dụng đất để bịt các bạn ạ. Vì là cái dòng này dòng to ấy. Ở suối thì anh em kiếm đất hơi khó các bạn ạ, vì ở đây toàn đá với sỏi thôi. Ui, có kịp không hay là trôi hết? Làm cực kỳ đấy nhỉ. Lấy tầm chục bề à? Đấy, phải cho đất vào miết miết như này thì mới nổi nước. Cái này anh em chưa cho bạt thôi, tí nữa cho bạt nó còn căng hơn nữa các bạn ạ. Nước ở đây chảy xiết lắm. Lần đầu tiên anh em chơi kiểu đắp hẳn dòng to này đấy. Bình thường anh em chỉ đắp cái dòng nhánh thôi. Hôm nay chơi hàng khủng. Ô, chị Hương khỏe thế. Nổi lên âm âm nhỉ. Bịt được khá là tương đối rồi các bạn ạ. Bây giờ sẽ kéo bạt. Hôm nay anh em sẽ có món gỏi cá nhảy với gỏi sâu đá nha các bạn nhá. Con sâu đá nhìn hơi ghê ghê chút thôi nhưng mà ăn ngon đấy. Ăn gỏi chết được tuyệt vời luôn. Sao nó vẫn nhiều nước thế này? Cầm hai tay với nha, cá to đấy. Đẩy xa bạn. Nước chảy hơi mạnh các bạn ạ. Bình thường anh em đắp là nước nó sẽ cạn cạn đi mà cái dòng này khỏe quá, nước khỏe quá. Đấy à, được ấy. Được mấy con này thôi. Được hai con. thấy bị to thôi. Chất lượng đấy. Đấy, lâu lâu đả được một con to được mà. Thôi thì xúc cá ra thành công. May mắn đấy.
Anh em đang xử lý lại cái dòng nước, nhiều nước quá không nổi. Đấy, con cua lên mà. Một con đấy, tay không bắt được. Kìa. Chạy ầm ầm. Hai ba cặp. Ơ, không có cá để hai ba cạn rồi. Có chén nào mà cạn? Có chứ. Có chén hết rồi. Có chén chưa? Phải chén đấy. Chén phải chén nào hôm nay? Đúng rồi. Có say không? Bây giờ kéo đồ nhắm thôi. Không say không về. Ôi dồi ôi, chén hôm nay thì chết được. Cá ngoài cái thùng bị mang rồi cho nhắm mẻ thôi chứ. Thế là hôm nay không về thì chỉ chết thôi. À đây rồi. Được một con. Con này cầm cẩn thận à, con này phải cầm cẩn thận đấy các bạn ạ. Này. Không nó kẹp cho đau phết đấy. Cuối cùng cũng đã được một con. Ở dưới này chắc có nhiều đấy anh ạ. Ấy ấy, được một con đây rồi. Ui, chạy nhanh đi. Dám chạy à? Ôi, anh ơi xuống đây lấy con sâu đá đi, nhiều lắm. Đây này, ở dưới này nhiều lắm. Em cậy một phát được 3 con luôn. Xuống đây cậy đi. Khe này này, nhiều lắm. Đây này. Đấy, ui, con khủng chưa. Cắn thì thôi rồi. Con này nó kẹp cho, nó đau hết đấy nhá. Con này đi lui nhỉ, không đi tiến nhỉ. Ui, cẩn thận. Cho vào cái này thì thôi rồi. Cấm chạy. Kiểu gì anh em mình phải kiếm được bước gọi chứ nhỉ. Vườn nửa vát thì đứng vát rồi đấy. Con này bằng con dết luôn các bạn. Dết to ấy. Nhìn nó gần gần na ná kiểu giống con dết. Chui à. Cắn đau lắm đấy. Con đấy to đấy. Khủng luôn. Toàn hàng khủng. Úi đây này. Có một con khủng. Úi. Con này lúc nào nó sẵn sàng chiến đấu nha các bạn nhá. Này. Đi lùi nhá, con này đi lùi nhá. À. Con này mất được tay rồi thì đau chết đấy. Cao nhỉ. Úi vào đi vào đi. Hay là chơi kiểu cậy thế con gì ăn con đấy? Thế thôi. Con nào kết vòi. Con nào động đậy được là ăn hết. Bắt chết luôn. Đây còn chưa văng u thôi. Ấy. Còn các cháu của nó thôi. Nè nó đi đâu hết nhỉ? Đi vắng rồi. Đi làm đường quá. Ui. 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 Đây. Ấy. Một phát được 3 con này. Được đấy, được đấy. Ấy. Có mồi, có mồi. Con to quá. Con này phải 6 7 phút cân quá con này. Con này quá to luôn. Con khủng nó đấy. Đấy. Thấy động đậy rồi. Đấy. Đấy có vẻ rôm giả hơn đấy. Con hy vọng rồi đấy.
kiểu gì cũng có con to. Con này đang gọi. Được. Cua đá. Mày được. Chính tỏ có thôi, bây giờ nó mới xuất hiện. Được đấy. Làm gọi nốt. Gọi cua. Anh em đang nhặt củi dần lên để nấu cơm ăn trưa các bạn ạ. Giờ khá là muộn rồi. Đi đâu, đi đâu. Đây, bây giờ anh em mới thăm nán này. Không biết là có được hay không. Được đấy. Đấy. Được đấy. Thấy cái nhảy rồi. Đây này. Ừ, được. Được vài con. Cái nhảy thì có được luôn đây này. Ui, tầm này cá nhảy vừa này. Cơm chín chưa? Chị em đang nướng măng. Ôi, anh làm gì đấy? Cắt cơn luôn à? Ui, lọ mẻ anh em chất lượng này mà. Mời anh em nhá. Quá ngon. Ăn gì đây? Ngon lắm. Cá nhắm. Ấy. Cảm ơn ạ. Buồn mình nhìn em con này. Đây quay cho bạn xem con cá này. Ui. Ui, chỗ ớt nhỉ. Em ớt. Ớt hôm nay để theo túi gì? Túi rau thơm này. Mỗi cái mỗi em một con này chắc là lát đấy. Điểm danh thì bị thiếu đấy. Ui dồi ôi. Đói quá rồi à. Ôi, đang anh Trương tiện ghém cho em một con quá thèm thế. Ui dồi. Bạn nhá. Thằng nhầm nhá. Mấy ông này vật lắm rồi, không chịu được ấy rồi. Quá ngon rồi. Ngon đấy. Cái lợn đen hẳn hoi đây các bạn. Cái này ướp cái gì rồi đấy chị? Mắc khén à? Mắc khén. À, ướp mắc khén với ớt khô này. Cho cả tương tời vào. Wow. Sao cái gì cũng cho tương tời đấy. Nói rồi, thử thấy mùi thơm quá. Bình thường là anh em nướng không cho đâu, nhưng mà cái túi chẩm chéo có sẵn đấy. Anh em ướp luôn. Đồ mướng cái này. Phòng ngó này. À, xem thành quả của anh Chính nào. Đổ vào chậu cho nào. Chính được mấy con đấy. Chả được. Ôi, sao hồ ăn gỏi ấy. Thay nước đi bác ạ. Ôi, bay ra hai bay ngoài. Quay con sổ tre kìa. Ui, đầy ư. Ồ, măng ngon đấy. Cái gì đấy? Có món gì đấy? Mày này, con sao chê đây? Ê, ngon rồi. Anh em cá không may nhưng mà được con sâu chê này ngon rồi. Anh ấy hứng nổi, cho đặt vào nồi. Ui dồi ôi. Sơn đi tìm nó đây. Ai kiếm ở đây? Bác Sơn. Ai dạ? Wow. Một ống mà được nhiều này á? À? Ui dồi. Ngon đấy. Lần đầu tiên mình thấy lấy sâu tre đây các bạn ạ. Ui ngon thế. Con này á, ra nhà hàng một đĩa không phải mấy trăm đấy các bạn ạ. Em ăn gỏi thì không nói rồi. Bác Trường. Ăn luôn rồi được không? Không được. Thử con đi. Chả ăn rồi. Ôi được đấy. Ngon thế nhỉ? Mình thử con đi. Không ăn được đâu, đắng lắm. Làm hai con đi. Làm. Mời các bạn nhá. Ôi. Quá ngon.
kín đít luôn á. Quá vui luôn chứ Chiến ạ. Quá vui luôn ạ. Đi tìm đi Bắc Sơn. Quá phê, quá phê. Ôi, ngon chưa? Có con to đấy. Thịt lợn bản nha các bạn nha, lợn đen đấy. Cá anh. Cậy luôn hòn đá ra. Vẫn được à? À, sâu đá. Con này anh em ăn gỏi phải cẩn thận nha, không nó kẹp mồm như đấy. Măng ớt thần thánh. Có cái này ăn với cơm được. Ui, cái này chắc măng ớt nhà anh Chính rồi. Chính. Thơm nhỉ, toàn măng ngọn. Măng ngọn đỏ. Nhà này, nhà anh Chính cho nhiều ớt lắm. Thơm. Xoài trắng miệng. À, mấy chị em đang đi nhặt một chút rau rừng về để ăn ghém các bạn ạ. Muối sát khuẩn, sát khuẩn. Nhanh phết nhỉ. Ui, con cua kia định làm gỏi thật á? Ui, cua ăn gỏi ngon lắm. Đấy, sát khuẩn đấy. Tôi con này thêm ống nữa đấy, cái này ấy. À. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Khôn thế. Đây, hết rồi, lần này hết thật rồi. Ấy là ngon đấy nhở. Đây, kiếm được hai ống mà đừng nhiều này các bạn. Cái bát là nước chua tổng hợp của anh em để ăn gỏi cá nhảy với sâu đá nhảy đây. À, cái gì nhỉ? Sâu tre nhảy nữa. Tổng hợp nhỉ? Món gỏi tổng hợp ấy. Đây, anh em rau thơm tổng hợp này. Cả hoa chuối này, ớt này. Nước mẻ. Đây cái lọ nước mẻ anh em trưng từ nhà đi đây. Sao thế mà đi? Sao thế chứ? Ui. Cái sạc ngoài cơ mà. Ui, có con gì trong đấy chưa đấy? Ui, làm một miếng thử nha. Mình em nhá. Gỏi ớt à? Được được rau dớn này. Ngon đấy. Rau dớn ngon đấy. Cái này lúc nào anh em sắp ăn thì mới thả nha các bạn nhá. Ui, anh em đói à anh. Cắt cơn rồi. Diệp tành, diệp tành. Đấy, riêng anh em đi lên rừng không bao giờ sợ thiếu rau ăn các bạn ạ. Nhiều lắm. Đi nào anh hỏi. Ô, chuẩn bị ăn cơm thôi. Được rồi đấy anh ạ. Đả luôn lúc nóng hổi đi. Cá, cá, cá. Cá vào đây. Ui, thơm thật. Ngủ ngồi không này. Được anh ạ, ngồi được, ngồi được, ngồi được. Cứ đặt xuống đi. Đúng vào đây luôn à. Ôi, giờ nhìn mấy cái món rau rừng này thấy ngon lắm rồi. Ngon nhá. Thằng kia nè. Có gừng, có gừng, có gừng. Bên trong có gừng với có cái gì ấy. Gừng với hành. Hành vào con này sẽ biết. Ui, gọi cái nhảy ai cho hành vào đây. Bà cho à, à. Mấy bà này ướp không đủ gia vị rồi. Lá chanh không cho đúng không? Không tìm. Tôi thấy được chín rồi. Con này dai thế nhỉ. Bảo lợn bản ra lắm rồi. Con này cao tuổi. Ba mà con này. Lớn thật đấy. 130 cân đấy. Chương trình ăn tươi nuốt sống chuẩn bị bắt đầu. Ui. Ui. Con này to đấy. Con đấy cắn nhá. Em nó. Anh em ăn để ý nha, không nó đả. Nó cắn môi ra thì thôi rồi. Ai da. Ui, chất lượng nhỉ. Ăn quá ngon. Ngon thế. Ôi, con cua thả nguyên đấy luôn á. Rồi. Không bẻ ra đây. Không cần bẻ đâu. Con đấy để em. Chơi luôn. Ngồi về đi các chị. Điểm danh, điểm danh. Chiến em cua luôn. Đủ chưa? Bạn nhá. Ôi đói quá. Dạ. Sáng hôm nay ông Độc ông chủ đi ăn sáng chắc mời các bạn trước đi. Món mì nha. Làm con cá nguyên con cá luôn. Mời các chị nha. Tí cái cây. Con cá còn kèm thêm kèm thêm mấy con sâu đá nữa đấy. Quá ngon luôn.
Các chị được ngồi không? Được rồi. Đây, dịch sang. Mình vừa thử nghiêu nghiêu này. Chưa làm thật đâu đúng không? Chưa làm thật đâu vì là chưa làm. Chưa làm cái lý đâu mà. Nghiêu nghiêu đấy. Ăn con này phải nhai đầu chứ. Ui. Bò ra kìa. Con nào dãy kinh đấy nhỉ? À, anh Chính đang làm tí lý. Cho các cụ tí con sâu đá. Làm luôn à? Ô! Con này to thế nhỉ? Cho con bé tí nha. Thôi mời các bạn dùng bữa trưa của anh em chúng tôi nhá. Ăn trưa rồi. Đói quá. Miếng nãy mà trượt này. Cái này gọi là gỏi tổng hợp à? Mày ăn nhá. Làm hết nhỉ? Gỏi nhảy tổng hợp. Đâu làm con đâu vòi bác Dương này, con này con này. Đang làm cả con cua này. Đấy các bạn nhá. Ừ, ngon thế. Quá. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ngon. À, bên này cũng có à? Bỏ cái mũi này ra đi. Em nhá. Áo nắng đỏ cũng chuẩn đấy. Ui, bác bắt được nhiều phải đả mạnh vào nhá. Mời cả nhà dùng cơm nhá. Rồi, mời các chị đi. Đói lắm rồi. Đây, con to đây này. Đây. Chúa tể. À đây. Chiến thôi. Quá nữa. Gặp nhau à? Chiến thôi. Gặp nhau à? Tài nạn đấy. Chơi tiểu nhau à thế chứ? Mời anh em nhá. Tinh đạt cả vỏ thế luôn đấy. Con này căng đấy. Được đấy, được đấy. Ôi mày nghiền ông này khỏe nhỉ. Bắn tung tóe. Ớt đây. Ớt vào. Được rồi. Ba nhìn ông ăn sướng đấy nhỉ. Thôi, ăn đi. Ăn đi các chị ơi. Mời cả nhà nhá. Ô đã nào. Con cá nào không nhỉ, em thử con cá bạn ạ. Cá dưới sâu quá. Cá lặn ác thế. Cá chuẩn hết rồi nhỉ. Ồ, thế thì ăn sâu đáng được. Con sâu tre này con. Đây. Đây. Đấy. Đấy luôn. Mời các bạn nhá. Chén rồi. Chén này, không nhường anh thế nào, anh chỉ chịu khó ăn con nhỏ đấy, cua đấy, đang còn bò đấy. Thôi, đừng cái ra ơi. Đây, chị em ở đây anh đã được gọi hết các bạn ạ. Ui, có gì thò đầu lên đấy. Con này mình chưa ăn bao giờ nhưng mà hôm nay mình sẽ thử một lần. Mời các bạn nha. Ngon, ngậy lắm. Sâu đá, sâu tre này ăn như này ngon thật. Không một cách. Ui, ngon thật. Ngon lắm mà chú chân. Nhắm cái này vào. Ngon. Anh ơi, chia đổi nhau, chia xôi sang bên này một tí. Dê bốc cái này không bốc được. Làm một tí nhỉ? Đấy. Đánh nhỉ? Ăn tí cửa đánh. Đây. Nào. Bên này bốc cái này. Ăn tí cửa đánh nào. Nhớ cái nào. Hắn đây hả? Đánh nào. Vô vô. Thảo Hắn ơi. Cái này là tuyệt vời rồi. Quá ngon rồi. Được nhiều rồi không ngon. Được hết cá nhưng mà ngon, lại ngon. Ngon. Ngon thôi mà. Thôi làm đi tí. Ui, ăn đi. Đấy, dạ. Ba con mà. Con bò. Nhưng mà ai dị ứng côn trùng thì đừng ăn nhá. Con này bò kinh nhỉ. Thì sáng ra chưa hột cơm là vào bụng. Đã nhiệt tinh đi. Thế mới ngon. Đánh rửa bắt tao hôm. Ngon. Cái này càng. Tất cả đánh rửa. À, cầm rồi. Ngon như thế nào, kém rồi á. Ngon á. Lâu có to thế nào. Đã miếng to mà bác ơi. Ôi mấy cái này mấy con nhiều quá. Tổng hợp cả cá cả sâu tre này. Cả uống tí đi. Ôi. Cả sâu đá. Sướng thật. Cứ lại phải làm gương máu thôi. Ăn ngon nào. Đấy, ai cắn rồi đây? Không, vừa nãy em xé làm tí mà. Đấy, để cho em cũng được. Đâu kìm nhé rồi. Làm những cái cháy này thôi nhỉ. Đấy, đại ôn lắm. Đấy, lá chè đi thế mà. Ăn
thật luôn đấy. Ăn thật chứ. Con nhảy ra rồi. Nhặt nha, phải đi giúp mệt tắm đây nha. Ui, phê, quá phê luôn. Chắc phần rồi, mệt luôn. Ui, nhưng mà con sâu tre này ăn cùng cái này ngậy. Béo. Cắm mình ra đây đi. Thế chú cháu mình cũng gì cả thôi à? Ôi. Ôi, thế cháu kia kìa. Ôi, không sao cả. Hôm nay có 2 ớt nữa à. Đánh mạnh đi. Ớt đây này. Con sau lá này ăn dai dai nhỉ? Hay hết. Bùi bùi mà. Nhìn thấy ghê nhưng mà ăn này ngon. Con to, nghe to. Ủa? Chết nhỉ? Ngọt rồi đấy. Ơn phải cay nữa cơ nhỉ? Đây. Ê, ớt đây, cho nửa quả vào. Cả quả. Con to này. Chiến mất con này to nè. Thần kinh ấy. Cua hết rồi nhỉ? Thế để để nước chua lại em đi bắt cho. Sao nó cắn không? Cũng cắn đã. Nó cắn mình cắn lại nó chứ. Căng quả bác còn to hơn rồi còn có sợ nó. Nó mà đả lưỡi hoặc mép mồm cho là cũng đủ nhảy đấy nhỉ. Chạy khắp suối đấy nó mà đả lưỡi rồi. Ham tanh, ham tanh. Ôi này, bác nào đủ can đảm để đả con này không? Đây. Đối với anh con đấy nó là mũi đốt inox. Dài lắm. Nhà bánh của nhà à? To không phải sự to làm cái gì. To không phải chơi to. Thằng con to. Mua đấy. Ôi. Chính nó đấy. Nó à. Cá mình bắt được 5-6 con mà chả thấy con nào. Ôi, chết rồi, chết rồi. Anh em phải cắt cơn hết mất rồi. Vẫn còn đấy, vẫn còn đấy. Im quá. Còn đấy. Đâu nhỉ? Anh tìm con gì? Ủa, hai con luôn, sấp đôi, sấp đôi. Sấp đôi à? Ui, ui, ui. Anh em này hơi dài. Ui, ui. Yêm, 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 yêm nào. Rồi, dừng lại, rồi, cái này. Ui, quá ngon. Bảo cá được ít mà ăn từ nay đến giờ đã hết đâu. Con cá mà nhỉ? Cá mình chuyển nó lên thế nào nó rất nhiều còn không ăn hết đấy, rất nhiều đấy. Cá ăn còn không hết cá. Ui, cho cả càng tôm vào đấy thôi. Lang lên đây, đây, đây. Đấy, đại đi các anh em không thấy đâu. Con này con ngon hết rồi, con này dài ghê nhỉ. Ui, khủng đấy, giúp lâu nhỉ, giúp bốn bốn con để qua chuyện đó giúp hi luôn. Con này bình thường, bình thường nhiều người hơn đâu nhỉ. Rất ý rau có ăn không? Phê thật. Ui, cái rau rau cần dại này ăn ngon này. Ăn mấy cái măng ớt này. Chấm măng ớt này. Ui, con này mới to này. Thì chiến nó có đả không? Không đả luôn. Để cháu đả hộ cho. Ấy xà. Ui, con này có lông hay sao á? Ui. Mạnh mẽ thế cả. Làm gì măng ớt. Ăn mấy rau cần dại. Quá tuyệt vời luôn. Anh em mình ăn này châu bò nó phải khóc thét đấy nhỉ. Đã do đã bỏ vào cho nó cân đối. Được chết đấy nhỉ. Cho này có mặn quá không nhỉ. Rau này nghe nói ngon lắm hả bác Trường? Ngon lắm. Nói thôi ăn. Ăn các loại luôn nhỉ. Cơm. Chớm ăn nhỉ. Chớm. Không mà dài đầu tháng này ông cái này thì ăn cũng khối này hơn ăn khỏi vừa đâu đấy. Hôm nay anh em cũng ăn không đặc sản hết mì chính, hết mì chính đi tìm quán ông bà nhà chạy lên cua đâu nhỉ. Cua ứng rồi đúng rồi, cua được ăn phần cua quá. Tuyệt vời các bạn. Ừ, ngon lắm. Cái gì ăn ở trên từ cảm thấy ngon nhỉ? Làm mình lạnh như đây hả? Yên, ăn đi. Bình. Làm miếng lợn bản. Cái này em hơi đứa vội chứ. Dài lắm. Nha mới cứ đây hắn nè. Mình bồi ra quá dài rồi. Cái này lợn cụ rồi. Không phải lợn non. Đã ớt cay quá các bạn ạ.
anh em ăn uống no xong mới ngồi vào góc rồi. Anh Trường vẫn chưa xong cả à? Nướng nướng cái gì đấy? À, anh em ăn uống xong thì di chuyển lên trên để tắm. Lạnh không bác?